Đây có vui mình đây cô. Okay, good evening. Hello. Hello. Okay, can I see your face? Cô nhìn thấy mặt của con được không? Okay, hello, good evening. Hello. Yes, how are you today? Fine. Okay, okay. Okay, what is your name? My name is Zhu. Okay, now, so can you tell me what is the weather today? What is the weather today? Weather? It's sunny. It's sunny, okay. Do you like sunny weather? Do you like it? Yeah. Yeah, okay. Yeah. Yes. How old are you? How old? Mm-hmm. Okay. 12 years old. 12. Ah, okay. One more time. 12, right? You are 12, right? Right? Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Yeah. So you are Zhu. Or Zhu. Yeah, yeah, cô. Ah, tên con là Zhu hay là tên là Zhu? Minzu. Okay, you are Minzu. Okay, now, so, okay, today we have to learn about four, five parts. Do you see my screen? Do you see my screen? Con nhìn thấy màn hình của cô không? Do you see it? Yes. Okay, now. Okay, so we have five parts. Part one is grammar, part two is listening, part three speaking, part four reading, and part five writing. So what is your favorite skill? What is your favorite skill? I like English. Oh, again? What? Con thích cái gì? What? Again? English. Speaking or listening? Yeah, you are English, but which skill do you like most? Listening or speaking or reading or writing? Con biết cái bốn cái kỹ năng này không? Yes, okay. Vậy con thích cái nào nhất? What is your favorite skill? Nghe nói hay là đọc hay là viết? Reading. Gì nhỉ? English. Reading. Nghĩa là gì nhỉ? Nghĩa là gì con? Reading nghĩa là... Reading đúng không? Reading. À, có nghĩa là đọc. Okay, reading. Okay. Now, so first of all, we... Learn about grammar. Ngữ pháp. Okay. Now, okay, Zhu, do you see it? Do you see it? Do you see it? Yeah, nhìn cái câu ấp biệt phải không cô? À ừ, con có nhìn thấy màn hình của cô không? Có. À, okay. Now, vậy chúng ta sẽ làm gì đây? What are we going to do? Art one out. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? À, chúng ta sẽ chọn một cái từ khác với những từ còn lại, đúng không? Chúng ta có bốn từ ở đây. Now, number one, we have four words. Number one, yeah. Do you see number one? We have four words, A, B, C, and D. Okay, and then she will choose. Con sẽ chọn một cái từ khác loại. Nào, bây giờ nhá, cô lấy ví dụ. For example, nào, cái bàn... cái ghế cái bàn cái ghế
cái bàn này, cái ghế này, cái gì nhỏ, cái bàn, cái ghế, cái rồi để cô lấy ví dụ khác nha. Con ngan, con ngỗng, con vịt và con chó, con nào là khác nhất? Con nào khác trong bốn con này? Con ngan, con ngỗng, con vịt và con chó, con nào là khác nhỉ? Chó. Đúng rồi, chó. Ok. Chó. Sau... Tại vì tất cả loài đều đi bằng hai chân, còn con chó thì đi bằng bốn chân. Ok, exactly. Yeah, very smart, đúng rồi, rất thông minh. Vậy chúng ta có bốn con và chúng ta chọn một cái khác với những cái còn lại, đúng không? Rồi, bây giờ mình nhìn nhá. Nào, con nhìn nào, Du nhìn này. Number one, we have four words. So can you? Con chọn cho cô một từ nào, con có biết những từ này không? Hey, do you know it? Compass? Rồi, cô sẽ dịch nha. Con biết không? Từ mới hả? Đúng không nhỉ? Yes or no? Con nói yes or no? Từ mới đúng không? Yes or no? Yeah. À, ok. Vậy từ compass của chúng ta có nghĩa là la bàn. Textbook. Con biết không? Textbook. Nghĩa là gì? Chị đang dạy. Yeah. Textbook có nghĩa là đọc à cô. Ok, what? À, cái B là một gì nhỉ? Textbook có nghĩa là gì nhỉ? Textbook có nghĩa đọc sách. À, đọc sách, ok. Còn C, calculator. Calculator, what is the meaning of calculator? Nghĩa là gì hả? À, cô dịch nhá, máy tính. À, chúng ta dùng máy tính để tính toán á. 1 cộng 1 bằng mấy, 2 cộng 3 bằng bao nhiêu, phải chưa? Nào, còn D, judo. Đây là một môn thể thao. Ồ, thế thì chúng ta chọn cái nào nhỉ? À, la bàn này, sách giáo khoa này, máy tính này, môn thể thao judo này. Mình chọn cái gì nhỉ? A, or B, or C, or D? À rồi. À rồi. Đi. À, ok, đi đúng không? Đi. Yes. Đúng không? À, okay. Câu 2 con chọn gì? Chọn B. Chúng ta nói tiếng Anh nhá, speak English. B. B. Nào, number 3. Number 3. Đó là B. Oh, B or C? B or C? B. B. Nào, tại sao? Why? Nào, bây giờ nhá. Nào, to with có nghĩa là gì? To with nghĩa là gì các nhỉ? Cái của nó. À, ok. Ok, rồi. Tí nữa cô sẽ giải thích nhá. Rồi, cô sẽ khoanh B. Nào, cô số 4 nào. Number 4. A, or B, or C, or D. La. Ôi, nhanh thế nhỉ? À, ok, very fast. Ok, good job. Vì những cái từ đấy là từ nói. Oh, ok. Rồi. What about number 5? Number 5. Library. À, chúng ta đọc là đọc library. Library. One more time. Library. Ok, con đọc lại nhé. Library. Library. Ok, good job. Yes. Nào, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Check. Check. Now number 1. D.
Ok, nào number 3, tại sao cô lại khoanh C mà không phải là B? Nào, A, B and D đều là động từ, còn đôi C là gì? With không phải là động từ, đúng không? With không phải là động từ. Vậy thì chúng ta phải chọn C thay vì chọn B. Nào số 4, số 4 là A, good job. Number 5, à, là tại sao số 5 lại là A nhỉ? Uniform, con đi học thì con mặc cái gì? Đồng, đồng. Đi học đến trường mình học mặc cái gì? Đồng phục, đúng không? Đồng phục, right. Vậy, nào, câu số nào, phần A, uniform là đồng phục này. B, post office, đồn cảnh sát, đúng không? Library, thư viện. Classroom, phòng học, đúng không? Vậy thì B nào, cô chỉ nhá. B này, ok, B này, C này, D này đều chỉ nơi trốn, được chưa? Còn đâu A là chỉ về quần, quần gì nhỉ? Đồng phục chỉ về cái gì? Quần áo, đúng không? Right. Yes, ok. Vậy là chúng ta đã biết. Nào, nào bây giờ câu hỏi này. Uniform cô vừa nói, nó là nghĩa là gì nhỉ? Đồng phục. Đồng phục, ok. Great job. Ok, next. Chúng ta sẽ làm bài khác nha. Nào, bây giờ bạn, Minh Du nhìn bài này nào. Ok. Nào, chúng ta sẽ làm gì bài này? What are we going to do? Chúng ta sẽ làm gì con? Now, choose the best answer A, B, C, or D to complete the sentences. Chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Choose the best answer. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ làm gì? Có bốn đáp án thì chúng ta làm gì? Có bốn đáp án thì chúng ta làm gì? Là C. Ừ. Ok, từ nhá. Hang on. Nào, number one. A or B or C or D? Thì gì đây? Thì gì đây? Bạn du học thì hiện tại tiếp diễn chưa? Bạn du học thì hiện tại tiếp diễn của cô chưa? Ừ. Ừ. Thế thì con chọn gì? Hiện tại tiếp diễn nha. Con chọn B á. Ok. À, rồi con chọn B ha. Good job. Rồi con uống nước đi xong mình làm tiếp nha. Chúng ta nói là B. Ok. B. Ok, wow. Ok, yes, finished, xong rồi đúng không? Rồi, nào, number 2 nào, chúng ta chọn gì đây? Number 2. Number 2 là A or B, C or D? Con gì cho cô nào? A. A, ok. Nào, number 3. Number 3. Câu số 3 nào. About. Four. Number 4. Oh. What? A? A. A or B or C or D? A. 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 What is the meaning of take off? Take off. What is the meaning? Take off. Nghĩa là? Nghĩa
đóng cửa trường. Yes. Now, translate it. Bây giờ con dịch cho cô lại xem take off có phải là lên sử dụng cái từ take off ở đây không? Cởi quần áo ở đấy không? Nào chúng ta go to school nào. Let's gì đấy? Our school uniform and go to school. Vậy chúng ta phải như nào? Chúng ta phải mặc cơ mà, đúng không? Không phải là cởi quần áo, mà là chúng ta mặc quần áo và đến trường, đúng không? Vậy từ nào là phrase the verb cho mặc quần áo? Không phải là A nha. Còn B, C và D, chọn cái gì? Cụm từ nào có nghĩa? A, B, are you sure? Are you sure? A. Ồ, vẫn là A hả? Vẫn là cởi quần áo rồi đi đến trường hả? Cởi đồng phục và đi đến trường. Câu em gửi là câu 5. No, number 4. Ok, number 4. C à? À, C à? Ok. Are you sure? Rồi. Ok, now come to number 5. Nào, số 5 nào. Number 5, what is your answer? Number 5. Get up, Tom. We're to school today. Nó khó hay nhỉ? Cô ơi. Ừ, con vừa nói D đúng không? D đúng không? O là hay là A? Khó á? D. D hả? Ok. Nào, D. What about 6? Number 6. Nào. Do you know the song On My Way? Do you know the song On My Way? In my way. In my way hả? Con chọn là in đúng không? Rồi, bạn Du có đáp án chưa? Nào, rồi, Du có biết bài hát tên là On My Way không? On My Way. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra đáp án của câu 1 trước nhé. Nào, đáp án câu 1 là... Ok, let's see. Ok, B, good job. A. See. Okay. Number 4 là put on là mặc. Now, put on bằng với wear là mặc. Put on là mặc, còn take off là cởi. Được chưa? All right. Now, number 5. Number 5. Number 5. It is sorry. Number 5. It is A. I'm sorry. Cô xin lỗi, cái này là lỗi về cái slide nhé. Number 5 của chúng ta là A. Number 6 là on. On my way, nghĩa là trên đường đi tới. Lời Chúa. On my way, đúng rồi, đang trên đường đi tới. Thế là hơi khó tí. Ừ, cái gì con? Bài cô, cái bài cô dạy nó hơi khó tí. À, nó hơi khó tí hả? Ừ, thế bây giờ cô sẽ làm nó dễ hơn bài khác này, dễ hơn nhá. Bài này nó hơi khó hả? Rồi, ok, nó hơi khó đúng không? Vậy thì bây giờ cô sẽ hỏi những cái câu dễ trước nhá. Nào, bây giờ Du nhìn cho cô nào. Câu số, con có biết câu bị động không? Con biết câu bị động trong tiếng Anh không? Bị động là gì? À, con chưa học đúng không? Vậy chúng ta bỏ qua. Bây giờ con làm câu số 10 nào. Câu số 10 mình chọn đáp án gì? What is your choice? Do my homework. Do my homework it is. Ok. Tuy nhiên là chúng ta có thể chọn được D không?
Câu số 10 chúng ta có lên chọn D không? Ok. Không được. Không hả? Rồi thì câu số 12 nào. Câu số 12. Mình chọn gì đây? Câu số 12 của cô chọn gì? At 5 p.m. 5 giờ đúng không? Thì mình hỏi về cái gì đấy? 5 p.m. tức là lúc 5 giờ chiều. Vậy mình hỏi về cái gì nhỉ? Thời gian đúng không? Ok. Nào bây giờ cô hỏi nốt câu nha. Câu số 9 nào. Câu số 9. How do you get to school every day? Con dịch là A. Rồi B và C không được đúng không? Tại sao B và C không được nhỉ? Ok, A. Rồi. Ok. Bây giờ cho con xem là nhá. Nào, câu số 9 của chúng ta. Câu số 9 của chúng ta đó là D. Chúng ta có thể đi bằng bộ, on foot, by bike, đi bằng xe đạp, I walk to school, đi bộ. Và tất cả các đáp án trên đều đúng. Vậy thì chúng ta sẽ lên chọn là D, được chưa nhỉ? Ok, và do homework. Let's see. Ok, next. Chúng ta đã đến với phần listening. Do I listening skill? Con thích phần nghe không? Do you like it? Yeah. Yes, okay. Now, so look at this. Okay. Now, listen and fill in the blank. So what are we going to do? Chúng ta sẽ listen and fill. Fill. What is the meaning of fill? Fill nghĩa là gì nhỉ? Em không biết. À, fill có nghĩa là điền vào đúng không? Bây giờ bạn vui nhìn nhá. Chúng ta có cái đoạn hội thoại như sau. Và chúng ta sẽ nghe xem là bạn ấy viết thiếu những cái gì. Ok, đây là những cái phần mà cô đánh dấu chấm đỏ nhá. Và mình sẽ phải điền vào những cái chữ đấy, được chưa? Ok, nó rất là đơn giản thôi. Chỉ cần con nghe và con sẽ đoán được cho cô. Ok, nào bây giờ Du sẽ nghe cho cô nhá. Chúng ta có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 chỗ cần điền. 10 chỗ cần điền đúng không nhỉ? Rồi, ok. Được chưa? Cô sẽ bật cho con chậm nhá. Rồi con sẽ nghe từng đoạn cho cô. Are you ready? Yes, ok. Nào, khi nào Du có đáp án thì raise your hand. Được chưa? Ok, do you understand? Do you understand? Yes. Con có hiểu chưa nhỉ? Khi nào mình có đáp án thì Du sẽ giơ tay để nói đáp án của mình. Được chưa? Ok. Yes. Hello. Yes. Rồi, con nghe nhá. Ok. Chúng ta sẽ nói yes. Rồi, nghe này. I love picnics. Hey Jack, do you want another sandwich? Oh, no thanks. Oh, go on. There. No time. Cheese and some butter. Oh my god, I'm sorry. Rồi, đáp án của con là gì? No. No time. No thanks. Okay, chúng ta tiếp tục nghe này. Cheese and tomato or egg?
No, really. I'm fine. Để chúng ta nghe lại nhé. I love picnics. Hey, Jack, do you want another sandwich? Oh, no thanks. Oh, go on. There's cheese and tomato or egg? No, really. I'm fine. Ooh, what about some chocolate cake? Oh, no thanks. I'm fine. What? No, wrong? I don't feel well. Yeah, you don't look too good. Oh, got a headache. You're a bit red. Yeah. Can I have some water? Yeah, sure. Here you are. Thanks. It's very hot today. Do you want some sun cream? Oh, no, I've got some. Can I wear your hat? Yeah. Here you are. Come on, let's get out of the sun. It's too hot. Yeah, let's go home. Ok, vậy chúng ta sẽ đã nghe được một loạt rồi. Bây giờ con hãy nhìn vào đây, con vừa nghe và con sẽ đoán cho cô xem là chúng ta nên điền từ gì vào đấy. Đầu tiên nhá, chúng ta nên điền từ gì nhỉ? Đây, ok, nào ở đây nhá. Chúng ta nên điền là gì? No gì nhỉ? No. Chúng ta nên điền từ gì? No time. Ok, what about this one? Ok. Ở đây thì sao? Gì nhỉ? Am. Đúng không? Am. I'm fine. Đúng không? Câu hỏi Du là how are you today? How are you today? Câu hỏi con là hôm nay con cảm thấy thế nào? Con trả lời là I'm fine. Được chưa? Đó. Ok. Lần tiếp theo nào. Chữ này mình sẽ nói như nào? Chỗ này mình sẽ làm như gì? No gì đấy? No thanks. Ok, no thanks. What about this? Ở đây? Cô cho em nghe lại nữa đi. Rồi, tí nữa cô cho nghe lại nhá. Thế còn chỗ đoạn này? Chỗ này? Đoạn. À ok, thế còn đây, con đoán nào. À, thế là mình sẽ nghe lại từ đoạn này nhá. Sau đến đoạn này đúng không? Ok, rồi cô bật lại nhá. Are you ready? Are you ready for listening? Yes, I am. Rồi, cô nói lại lần nữa này. Are you ready for listening? Yes, I am. Nào hùng mạnh một chút nào. Yes, I am. Yeah. Yeah, okay. Listen. Do you want another sandwich? Oh, no thanks. Oh, go on. There's cheese and tomato or egg. Cô đang teach what that? No, really. I'm fine. Ooh, what about some chocolate cake? Oh, no thanks. No time. Nghe này. Yeah, you don't look too good. Got a headache. You're a bit red. Yeah. Can I have some more? Yeah, sure. Here you are. Thanks. You're a bit red. Yeah. Can I have some water? Yeah, sure. Here you are. Thanks. It's very hot today. Do you want some sun cream? Oh, no. I've got some. Can I have some? Yeah. Okay, now. Du đã có đáp án của những chỗ nào rồi? Chỗ này thì Con đọc cho cô nào. Đầu tiên là no thanks. I don't feel well. Ờ, còn đây thì sao?
Okay, chúng ta có viết tắt của I've got. Okay. Rồi, còn câu hỏi thì sao? Question. Can we? Yes. Can I? No, can I? Can I have a? Can I have a, đúng rồi. Rồi, tiếp theo nào. Ai gì đây? Ai gì đấy? I got. Câu này lại là câu hỏi. Gì đấy? Can we? Can. Can. I. Can you hear you? Your. Được chưa? Okay. Cái từ này thì là gì? Let's. Gì? Let's. Go, let's go home, đúng rồi. Ok, chúng ta sẽ xem đáp án. Mà em không cô, cái bài cô dạy này em nghĩ là nó hơi khó. Nó hơi khó đúng không? Ok, bởi vì là, rồi nó hơi khó bởi vì tuy nhiên chúng ta lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc nó sẽ hơi khó. Nhưng mà những lần sau thì nó sẽ dễ, được chưa? Đây là đáp án của cô này, đấy. Con nhìn đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang một phần mới. Nào, chúng ta sẽ nói một chút tiếng Anh ha. We will speak English. Now, let's say about your dream house. Now, Zhu, where are you living now? Yeah, là cô. Where are you living? Living. Con có biết living không? Yeah. Nghĩa là gì con? Nghĩa là tôi có. Bạn đang sống ở đâu? Where are you living now? Anh sống ở đâu? Tỉnh nào? Cô hỏi đấy. Living now. Rồi. Ok. Living. Con đang sống ở đâu? Ok. Thì bây giờ cô hỏi các câu hỏi khác vậy. Ok, câu hỏi khác vậy. Nào, what is your hobby? What is your hobby? Sở thích của con là gì? Watching TV. Watching TV, what else? Còn gì nữa? Watching TV. Ok, good job. Còn gì nữa nhỉ? Thế thôi hả? Ok, rồi. Nào, bắt đầu bức tranh này. Ok, what is this? Một gia đình mình nói như nào? Một gia đình nhá. Một gia đình mình nói như nào? Family. Đúng rồi. How many people are there in this picture? How many people are there in this picture? Five. Chúng ta nói cả câu là there are five people in this picture. Ok, yeah. Du nói lại nè. Yes, ok. Con nói lại theo cô nhé. Repeat. There are five people in this picture. Five. There are. Con nói there đi. There are five people. In this picture. In this picture. Đúng rồi. Ok. Now, what is this? Who is this? Cô chỉ nhá, con nói nhá. Who is this? My mother. Mother, ok. This is my dad. Ok. This is my grandfather. Ok. Father, grandfather. And okay. Okay. And who is this? Me. Okay. Great job. Okay. Rồi. Bây giờ, Du đọc cho cô cái này. Now,
Ok, cô sẽ chỉ nhá và Du sẽ đọc tiếng Anh cho cô nào. Ok, now start, con đọc đi. I told how I was sick with the new school. Ừ. Rồi, tiếp theo đi, con đọc đi, cứ đọc đi. Where but I was a bit lazy. Nervous. Ok. Thì đây. Chữ này đọc gì đây? Chữ này đọc như nào? At first. Ok. Tiếp theo. Go on. Why? Con đọc đi. Why were you nervous? Okay. There. Chữ này đọc gì? Teacher. Okay. On you. Okay. Chữ này đọc là gì? Cô gọi chân nhá. Chữ này classmate. Rồi, ok con đọc lại. One more time this word. Con đọc lại nào. Classmate. Ok, Du đọc lại cho nhá. Class. Mate. Ok, good job. Bây giờ cô sẽ khoanh tròn chữ nào bạn Du đọc chữ đấy. Ok, rồi, nào, cô đọc chữ này nhá. Du đọc cho cô chữ này nào. Friendly. Gần đúng luôn, gần đúng nhá. Friendly. Đúng rồi, ok. Tiếp theo chữ này nha, đọc cho cô chữ này. Chữ này đọc là gì? School. Đúng rồi. Chữ này thì sao? This word. Homework. One more time, con đọc lại nào. Home gì? Home. What are you doing? Bạn Du, what are you doing? Con đang làm gì đấy? Nào Du, nhìn vào chữ của cô nào. Nào. Ok, tí nữa mình viết sau nha. Nào, what are you doing? Nào, con đọc cho cô chữ này. Ok, homework. Rồi, ok. Bây giờ đọc cho cô chữ này nhá. Subjects. Again, lại nào. Subject. Ok, chữ này thì sao? Like. Có S không con? Chúng ta đọc phải có S nhỉ? Nice. Ok, bây giờ cô đọc một câu nhé. Bạn Dụ sẽ đọc cho cô theo cô này. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice đọc. Ok, gần đúng. Ok, một lần nữa thôi. Nice to meet you. Nice. Nice. Cô chưa nghe rõ. Nice. Ok. Rồi. Chữ cuối cùng. Chữ cuối cùng nhá. Nào, chữ này thì sao? Là hình quả táo của cô ơi. Hình quả táo của cô nào. Chữ này mình đọc như nào con? New school. A new school, ok, giỏi nhỉ. Cô khoanh đồng ở chữ nó cả hai chữ à? Ok. Rồi thì hôm nay học được từ mới của cô là từ gì?
Candy. À, nghĩa là gì? Nghĩa là gì? Đính phải. Con nói lại xem nào, cô chưa nghe rõ. Không, có phải máy đính rồi không cô? Ơi, cái gì con? Có phải máy đính không cô? Cái gì máy tính? Computer á? Let me, let me là gì cô? À, đúng rồi, con hỏi chuẩn luôn là friendly. Nào con đọc cho cô. Friendly có nghĩa là thân thiện. À, hôm nay là bạn Duy học được một từ mới của cô. Từ này có nghĩa là thân thiện nhá. Thân thiện, được chưa? Thân thiện, ví dụ các bạn của tớ rất là thân thiện. Nào, Du đọc cho cô lần nữa nào. Friendly. Friendly. Ừ, đúng rồi. Một lần nữa con. Friendly. Friendly. Và bây giờ con nói là bạn cùng lớp của con rất là thân thiện. Mình nói như nào? Bạn của con rất là thân thiện. Mình nói như nào Du? Bạn của con rất là thân thiện. Gì nhỉ? Bạn của con nào, bạn nào? My friendly. À, my friend friendly rồi, đúng rồi. Tuy nhiên chúng ta lại không cảm cho con nhé, vì có những từ mới mà con không thể hiểu nổi. Có những từ mới con không hiểu nổi đúng không? Nhưng mà cứ từ mới nào cô Trinh bảo học thì con mới học, còn không thì con cứ để đấy cho cô. Từ mới nào cô bảo học thì mới học, nhớ chưa? Bài này cô bảo học mỗi từ friendly và con đặt câu cho cô là bạn của tớ, bạn của con rất là thân thiện. My friend is friendly. Cô sắp nghỉ chưa? Cô đang cắm nổi cổ lắm rồi. Cô sắp nghỉ rồi. Bây giờ bạn Du nhìn cho cô nhá. Nào Du đọc cho cô nào. My friend is friendly. My friend is friendly. Bây giờ con lấy cho cô một ví dụ khác là chúng ta sẽ nghỉ. My is friendly. My gì? My mother is friendly. Đúng rồi, my mother is friendly, được chưa? Vậy friendly có nghĩa thân thiện. Về nhà học cho cô từ này nhá. Yes. Ok rồi con có câu hỏi gì cho cô không này? Con có câu hỏi gì cho cô nữa không? Thế về nhà đã nhớ từ friendly của cô chưa? Friendly thân thiện chưa? Ok. Con nhớ chưa? Ok, về nhà học cho cô friendly và đặt câu nhá. Ok. Du. Ok. Nào. Rồi, bây giờ đọc cho cô lại hai câu này để nghỉ nào. Nào, đọc cho cô nào. Con đọc đi. My friend is friendly. My friend is friendly. My mother is friendly. Okay, great job. Rồi, okay, so thank you. Good night and see you next time. Chúc cô ngủ ngon nào. Bye.